Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Nissan. Các bạn thân mến, bảo quản thực phẩm bằng phương pháp hút chân không và đóng gói sản phẩm chính là cách tối ưu và hiệu quả nhất hiện nay. Vì vậy trong video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những thiết bị máy hút chân không hai buồng lõm Pro Max mới của Nissan với công dụng là hút chân không và đóng gói thực phẩm. Và để xem là những thiết bị này có gì đặc biệt thì ngay bây giờ hãy cùng Nissan khám phá chi tiết nhé. Dòng máy hút chân không hai buồng lõm Pro Max Nissan đang cung cấp hiện có 3 loại chính, đó chính là máy DZQ402SB, DZQ502SB và DZQ602SB. Các loại này thì đều giống nhau về kiểu dáng, công dụng và nguyên lý hoạt động, chỉ khác nhau về kích thước và năng suất cũng như là kích thước thành hàn mà thôi. Bạn có thể thấy ở đây là các loại này đều được thiết kế với các kích thước và trọng lượng khá là lớn. Tuy nhiên thì nhìn tổng quan chúng khá là gọn gàng và vuông vức bởi thiết kế hình hộp chữ nhật nằm ngang. Và hơn thế nữa thì tất cả các chi tiết đều được tối ưu hóa để đảm bảo mang lại tiện ích và cũng như là tối ưu không gian tiện ích nhất cho người dùng. Một điểm đặc biệt ở chiếc máy này đó chính là về phần chất liệu. Chất liệu của 3 loại máy này đều được làm từ inox 304 cao cấp, bền bỉ và rất là chắc chắn, cứng cáp. Ngoài ra thì nó luôn luôn sáng bóng và đẹp mắt nếu như được vệ sinh đúng cách trong vòng đời sử dụng. Khi chỉ cần nghe đến tên của chiếc máy này thôi thì chúng ta cũng đã biết rằng là công dụng của chiếc máy này chính dùng để hút chân không các loại thực phẩm. Ví dụ như là giò chả này, cá này hay là rau củ. Tất cả những sản phẩm tươi sống hay là sản phẩm khô và các loại hạt đều có thể sử dụng và hút được bằng máy hút chân không này. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng máy để hút được một số loại linh kiện có kích cỡ vừa và nhỏ khác. Sở hữu buồng hút kích cỡ lớn cùng với đó là hai buồng hút độc lập. Mỗi buồng thì bạn có thể hút được từ 3 đến 6 túi sản phẩm với thời gian chỉ trong từ 10 đến 15 giây mà thôi. Dù kích cỡ to nhỏ khác nhau thế nhưng ba loại máy này đều có chung bộ phận cấu tạo: nắp đậy, buồng hút, thanh hàn, động cơ, bảng điều khiển, chân máy. Mỗi bộ phận cấu thành ở đây thì đều góp phần chung vào hoạt động của máy, đem đến hiệu quả cao nhất cho người dùng. Đầu tiên đó chính là phần nắp đậy. Ở đây thì nắp đậy của máy hút chân không chỉ được trang bị một nắp với hai buồng hút, tuy nhiên thì có thể kéo đi kéo lại di chuyển giữa hai buồng rất là thuận lợi. Và bạn có thể thấy là chất liệu của nắp được làm từ chất liệu inox cao cấp, cứng cáp và bền bỉ. Ngoài ra thì ở trên đây sẽ có thêm viền cao su. Viền cao su này thì không những có tác dụng là giúp cho túi hút chân không được phẳng phiu và đẹp hơn, ngoài ra thì còn tăng hiệu quả hút kiệt không khí chân không nhanh hơn. Máy hút chân không Pro Max hai buồng lõm của Nissan thì được trang bị thanh hàn tương ứng với hai buồng và kích thước của nó thì đúng chuẩn với kích thước công bố trong tên của sản phẩm. Ví dụ như là máy DZQ400 Pro Max 2SB hai buồng lõm của Nissan thì sẽ có kích thước đúng chuẩn là 40cm đối với thanh hàn và khoảng cách giữa hai thanh hàn là 38cm. Còn với chiếc máy DZQ502SB thì sẽ có kích thước thanh hàn đúng chuẩn là 50cm và khoảng cách giữa hai thanh hàn đó chính là 44cm. Còn chiếc máy DZQ602SB này thì kích thước thanh hàn sẽ là 60cm và khoảng cách giữa hai thanh hàn là 44cm. Nhờ đó mà bạn có thể hút được sản phẩm với kích thước miệng túi khá là lớn đúng không nào? Một điều đặc biệt ở chiếc máy hút chân không Pro Max 2 buồng lõm của Nissan đó chính là tương ứng với tên gọi thì máy sẽ có hai buồng hút độc lập. Hai buồng này thì bạn không thể sử dụng đồng thời cùng một lúc và chúng ta sẽ chỉ sử dụng được một buồng hút trong một cùng một lần. Tuy nhiên thì đây cũng là một ưu điểm của chiếc máy này, đó chính là khi sử dụng một buồng hút như thế này thì bạn có thể tranh thủ thời gian để sắp xếp thực phẩm vào buồng hút còn lại và chúng ta sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian của mình cũng như là tiến hành quá trình hút chân không nhanh hơn. Một đặc điểm không thể bỏ qua nữa đó chính là chiều cao của buồng hút. Đối với máy hút chân không hai buồng lõm của Nissan thì ở đây sẽ được lõm tới 20cm, trong đó thì từ phần đáy buồng hút đến thanh hàn sẽ là khoảng 5cm và phần nắp máy sẽ được lõm khoảng 15cm. Như vậy thì bạn có thể hút được các túi thực phẩm với chiều cao tối đa lên đến 20cm. Sở hữu hai động cơ với công suất của mỗi động cơ đó chính là 1100W. Máy hút chân không hai buồng lõm Pro Max của Nissan có năng lực sản xuất lớn, đáp ứng được nhu cầu hút chân không quy mô công nghiệp đối với các cơ sở chế biến thực phẩm hoặc đóng gói công nghiệp. Động cơ được nằm gọn ở trong khung thân máy như thế này, hạn chế được tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài, từ đó mà rất bền bỉ và hầu như là sẽ không xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng. Một bộ phận không thể thiếu được đó chính là bảng điều khiển. Với máy hút chân không hai buồng lõm Pro Max của Nissan thì được trang bị bảng điều khiển cơ. Bảng điều khiển cơ này thì rất là phù hợp với thời tiết nóng ẩm mưa nhiều ở Việt Nam và cũng như là phù hợp với việc hút chân không các loại thực phẩm có nước, thực phẩm tươi chẳng hạn. Ở đây thì bạn sẽ thấy là gồm các nút công tắc bật on off, nút dừng khẩn cấp,
nước điều chỉnh mức nhiệt hàn, nước điều chỉnh thời gian hàn, thời gian hút và thời gian làm lạnh. Ngoài ra thì còn có đồng hồ đo áp suất nữa. Ở trên bảng điều khiển này thì bạn có thể dễ dàng thay thế bất kỳ chi tiết nào nếu như nó có trục trặc hoặc hỏng hóc xảy ra. Còn đối với bảng điều khiển điện tử giống như là một số loại máy hút chân không khác trên thị trường thì hoàn toàn không thể thay thế được. Và nếu như muốn thay thế thì bạn sẽ phải thay thế cả máy. Như vậy thì việc sử dụng bảng điều khiển cỡ đây sẽ có lợi hơn nhiều được không nào, tiết kiệm được chi phí nữa. Thêm một điều đặc biệt không thể thiếu nữa đó chính là nhìn chiếc máy này khá là nặng nề, tuy nhiên thì việc di chuyển lại không hề tốn sức và cực kỳ dễ dàng nhờ hệ thống chân đế bánh xe. Và nếu như bạn cần cố định tại một vị trí thì bạn chỉ cần nhấn chốt khóa an toàn là được, và ngược lại chỉ cần mở khóa lên để có thể thuận tiện di chuyển hơn. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những đặc điểm của chiếc máy hút chân không Pro Max. Vậy thì cách sử dụng như thế nào và hiệu quả hút thực phẩm thực tế ra sao thì hãy cùng Nissan theo dõi tiếp nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho vào túi hút chân không. Trong video này thì Nissan đã chuẩn bị rất nhiều những loại thực phẩm khác nhau như là thịt này, hay là xúc xích này, rau, lạc, gạo để xem hiệu quả hút chân không như thế nào. Và sau đó thì bạn sẽ cài đặt thời gian hút, thời gian hàn và thời gian làm mát. Tiếp đến là sẽ xếp các túi này vào buồng hút, đặt miệng túi dưới thanh hàn và đóng nắp lại. Máy sẽ hút kiền không khí trong túi để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Khi kết thúc chu trình hút thì nắp máy sẽ tự động bật lên, và lúc này thì bạn chỉ cần lấy thực phẩm ra ngoài là được. Các bạn có thể thấy là thực phẩm sau khi được hút chân không bằng chiếc máy hút chân không Pro Max của Nissan sẽ được hút kiệt không khí tối đa, chặt vừa và kín. Như vậy thì thực phẩm sẽ được bảo quản lâu nhất có thể, ngoài ra thì còn giúp tối ưu diện tích hơn nhiều. Trong quá trình sử dụng chiếc máy hút chân không hai buồng lõm Pro Max của Nissan thì bạn cũng nên lưu ý một số vấn đề sau. Đầu tiên là đó chính là chúng ta sẽ phải tìm đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo và thoáng mát để đảm bảo hiệu quả hút chân không. Tiếp đến là chúng ta sẽ phải vệ sinh máy sau khi sử dụng bằng cách là dùng khăn mềm để lau sạch toàn bộ phần thân máy, bằng điều khiển cũng như là khu vực bên trong buồng hút. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những đặc điểm của thiết bị máy hút chân không Pro Max Nissan 2 buồng lõm, và ngoài ra đó chính là kiểm nghiệm thực tế hiệu quả hút sản phẩm như thế nào. Với hiệu quả như vậy thì chắc chắn rằng thiết bị này thì không thể thiếu được trong các cơ sở sản xuất hay chế biến công nghiệp và đóng gói chân không thực phẩm công nghiệp được không nào? Khi mua sản phẩm máy hút chân không 2 buồng lõm Pro Max từ máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, bảo hành miễn phí 12 tháng và bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí vận chuyển bán kính đến 10 km tại tất cả các chi nhánh cửa hàng trên toàn quốc, và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy hút chân không hai buồng lõm của Nissan thì bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác liên quan để phục vụ công việc chế biến kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, như máy hàn miệng túi, máy đun xúc xích, máy tạo viên thịt, máy thái thịt. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn đừng ngần ngại, hãy gọi ngay đến hotline trên màn hình 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào trang web dienmanysan.com để có thể tham khảo tìm hiểu thêm những sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.